Chào mừng các em đến với trang lời giải hay.com. Ngày hôm nay cô sẽ hướng dẫn chúng ta lời giải bài tập 2.58 trang 56 sách giáo khoa toán 6 tập 1 Bộ kết nối tri thức với cuộc sống. Đề bài cho chúng ta như sau: có 12 quả cam, 18 quả xoài và 30 quả bơ. Mẹ muốn Mai chia đều mỗi loại quả đó vào các túi quà sao cho mỗi túi đều có cam, xoài và bơ. Hỏi Mai có thể chia được nhiều nhất mấy túi quà. Vậy ở đây cô và các em sẽ cùng đi phân tích đề bài này. Ở đây chúng ta có rằng đề bài hỏi chúng ta là Mai có thể chia được bao nhiêu túi quà. Và ở đây thì có 12 quả cam, 18 quả xoài và 30 quả bơ. Số hoa quả này thì được chia đều vào các túi. Trong túi thì đều có cam, xoài, bơ. Vậy như vậy thì số túi mà Mai có thể chia được phải là ước của 12, 18 và 30 đúng không ạ? Hay nói cách khác thì số túi quà chia được sẽ là ước chung của 12, 18 và 30. Hơn nữa đề bài lại cho chúng ta chữ nhiều nhất này. Các em có thể quan sát có chữ nhiều nhất ở đây. Vậy điều này có thể khẳng định được rằng số túi quà mà Mai có thể chia được nhiều nhất chính là ước chung lớn nhất của 12, 18 và 30. Vậy ở đây cô sẽ có câu lập luận đầu tiên. Số túi quà nhiều nhất mà Mai chia được là ước chung lớn nhất của 12, 18 và 30. Vậy bài toán này quay trở về bài toán tìm ước chung lớn nhất của ba số đúng không ạ? Để tìm ước chung lớn nhất của ba số này thì chúng ta sẽ thực hiện theo 3 bước. Bước 1 là chúng ta sẽ phân tích từng số ra thừa số nguyên tố. Và ở đây cô có này. 12 cô phân tích được bằng 2 mũ 2 nhân 3. Đấy, các em có thể thực hiện việc phân tích này ra nhát theo cột dọc. Đấy, rồi chúng ta đối chiếu với kết quả của cô. 18 cô phân tích được bằng 2 nhân 3 mũ 2. Và 30 cô phân tích được thành 2 nhân 3 nhân 5. Bước 2 là cô sẽ lựa chọn ra các thừa số nguyên tố chung. Các thừa số nguyên tố chung quan sát phân tích thì cô thấy rằng các thừa số nguyên tố chung bao gồm số 2 và số 3 đúng không ạ? Nó đều có mặt ở cả ba phân tích. Rồi, đến đây thì cô sẽ tìm được ước chung lớn nhất của 12, 18 và 30 chính là bằng tích của các thừa số nguyên tố chung, nghĩa là 2 nhân 3. Mỗi thừa số này thì chúng ta sẽ lấy số mũ nhỏ nhất. Thì ở đây cô có 2 mũ 2, còn ở đây là 2 mũ 1, ở đây cũng là 2 mũ 1. Vậy cô lựa chọn số mũ nhỏ hơn, nghĩa là 2 mũ 1. Ở đây là 3 mũ 1, 3 mũ 2 và 3 mũ 1. Vậy cô cũng lựa chọn số mũ nhỏ hơn, nghĩa là 3 mũ 1. Và chúng ta sẽ được bằng 6. Vậy đây chính là số túi quà nhiều nhất mà Mai có thể chia được. Vậy Mai có thể chia được nhiều nhất 6 túi quà. Như vậy bằng kiến thức về ước chung lớn nhất thì cô và các em vừa hoàn thiện xong lời giải cho bài tập 2.58. Các em hãy truy cập thêm vào trang lời giải hay.com để xem thêm lời giải cho các bài tập khác. Cảm ơn các em và chúc các em môn tập tốt.